Kênh là TK Bonsai, mến chào quý cô chú và anh chị đang xem kênh. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của chị Thủy Ngọc ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiển bonsai. Thì nhà vườn của chị Ngọc có rất là nhiều cây ha. Em view dòng quý cô chú anh chị xem cây nào ưng mắt thì liên hệ trực tiếp với chị Ngọc nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại chị Ngọc thì có phần miêu tả cũng như ở tiêu đề ha. Quý cô chú anh chị yêu thích cây nào thì liên hệ với chị ha. Rồi, mến chào toàn thể cô chú anh chị xem kênh là TK Bonsai nha. Đến hẹn lại lên nha. Từ đây sắp tới em phát clip là lúc 14 giờ chiều nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị đón xem ủng hộ em ạ. Và địa chỉ của em, số điện thoại em cô chú cũng đã biết rồi đó. Để không mất thời gian của cô chú anh chị, em xin tiến thẳng vào cái số 1. Cây số 1 của em, mã số hôm nay là mã số N nha cô chú anh chị, là một cây me. Cây me miền Tây nha cô chú anh chị. Dạ, me chua. Dạ, cây hết rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 92. Tổng tàng em đo như gì được 74. Dạ, cây hết rồi nha cô chú anh chị. Cành nhạo hết rồi ha. Dạ. Em đo tại vị trí này là được 19 nha cô chú anh chị. Cái phần đế sổ của nó là được 16. Đường kính bầu là 40. Mã số N1 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 5 triệu gốc chậu nha cô chú anh chị. Chậu nào chậu xi măng. Nó cũng đã bị vỡ cái phần dưới đây rồi. Bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. N2 cũng là một cây me chua luôn nha cô chú anh chị. Rất là già cây nha cô chú anh chị ơi. Chậu không? Dáng rất là quái nha cô chú anh chị, rất là đẹp nha cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào muốn bổ sung thêm hình ảnh, kết bạn Zalo với em chụp hình em bổ sung qua cho. Chiều cao là 53. Tổng tàng em đo như gì là được 65. Em đo tại vị trí này là được hơn 22. Em đo tổng hết cái cục bú ở dưới đây là được hơn 47. Đường kính bầu là 38. Rất là đẹp nha cô chú anh chị ơi. Dạ, cây hết rồi nha cô chú anh chị. N2 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 4 triệu rưỡi ship chậu nha cô chú anh chị. Bao sóng bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Dạ, ship chậu ạ. Hỏi cây giùm đi. N3 là lên sam song hình nha cô chú anh chị. Bông màu tím, hàng này em bán rất là chạy nha cô chú anh chị. Đế điều ạ. Chiều cao là 39. Tổng tàng em đo như gì là được 52. Em đo chỗ cái phần eo này là được hơn 14. Đường kính bầu là 34. N3 xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 1 triệu 2 gốc chậu. Cây đã thần chậu rồi nha cô chú anh chị. N4. Chiều cao là 37. Tổng tàng em đo như gì là được 65. Và tán ngang là được 45. Rất là già cây rồi hết nha cô chú anh chị.
Cái này nó có hai thân này, em đo một thân đại diện ở đây đi là hơn 18 nè. Tổng hết ở dưới đây, ở tại vị trí này là em đo được hơn 27. Đường kính bầu là 35. N4 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 800. Cái chậu này cái chậu bằng nhựa nha cô chú anh chị. Ship luôn hả? Không, nó bị nứt. Chậu nhựa em xin gỡ chậu nha cô chú anh chị. N5 một cây linh sam ký đá nha cô chú anh chị. Chiều cao là 33. Tổng tàng em đo gì là được 46. Chỗ cái thằng này nó co lắc mẹo chỗ đây nha cô chú anh chị. Bộ đế nơm nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi em đo chỗ cái cục co lắc này nha cô chú anh chị. Mô Phật. Em đo ở tại vị trí này là được 21. Và em đo ở chỗ cái đổ đế sổ này là 43, là chung cái phần đá ở ngoài đây luôn nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 32. N5 xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 2,5 triệu ship chậu nha. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. N6 một cây linh san tặng dáng bay. Chiều cao là được 27. Tổng tàng bay em đo như gì là được 64. Tán ngang là 32. Em đo ở cục bú tại vị trí này là được 20. Tổng có phần đế nơm ở dưới đây là được 41 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 26. N6 này em xin phép cho lưu tới cô chú anh chị là 2,3 triệu ship chậu. N7 là linh sam. Chiều cao là 27. Tổng tàng em đo như gì là được 52. Và tán ngang là 39. Lùng lực nha cô chú anh chị. Cây đá thần chậu rồi nha cô chú anh chị ơi. Và em đó tại vị trí này là 41. Đường kính bầu là 36. N7 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 3 triệu gốc chậu nha cô chú anh chị ơi. N8 mang chứng thủy mini để bàn nha cô chú anh chị. Uống hay dạng bonsai. Bông màu trắng rất là thơm cô chú anh chị ơi. Chiều cao 13. Tổng tàng em đo như gì là được 22. Em nghiêng cho cô chú anh chị mình thấy dàn xương nha. Và em đo tại vị trí này là hơn 16. Đường kính bầu là 9. N8 ship tới nơi cho cô chú anh chị 4,5 triệu ship chậu nha. 450. N9
Đồng giá 450 luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi, mua để bàn làm việc cô chú anh chị ơi, bông nó nở rất là dễ chịu, rất là mùi thơm, rất là dễ chịu. Chiều cao 17, tổng tàng em đo như gì là được 27. Nghiêng cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ ha. Đây. Em đo tại vị trí này là được 13. N9 450 nha cô chú anh chị, ship chậu. N10. Chiều cao 12. Tổng tàng em đo như gì là 28. Đây. Rất đẹp cô chú anh chị ơi. Dạ cây hết rồi cô chú anh chị ơi. Em đo tại vị trí này là được 11. Đường kính bầu là 9. NM ship tới nơi cho cô chú anh chị là 550. Bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Hiện tại em đang ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938323449, cũng là số kết bạn Zalo với em nha cô chú anh chị. Chiều cao 15, tổng tàng em đo là 33. Bông màu trắng rất là thơm nha. Và em đo tại vị trí này, ôi da mô Phật, là được 13. Đường kính bầu là 9. 11 em giao lưu tới cô chú anh chị là 550 bao ship nha. N12. Dạ cây hết rồi cô chú anh chị ơi. Chiều cao 16, tổng tàng 24. Em đo tại vị trí này được 14. Đường kính bầu là 10. N12 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 550. Bao sóng bao ship toàn quốc. 13 là sam hạt gạo nha. Bông màu tím luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 17. Tổng tàng là 31. Cái thân của nó cỡ ngón tay của em mà nha cô chú anh chị. Đây. Đường kính bầu là 15. N13 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 200. N14 có giá là 250 nha. Chiều cao là 14, tổng tàng em đo là 28. Cái thân nó cũng cỡ ngón tay của em nha cô chú anh chị. Bao sóng bao ship toàn quốc à. Báo giá rồi. N15. Có bông màu tím nha cô chú anh chị. Chiều cao là 18. Và tổng tàng em đo như vậy là được 26. Cái thân nó cũng cỡ ngón tay nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 16. N15 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 200. Bảo đảm sống nha cô chú anh chị. Chiều cao là 19, tổng tàng là 22. Đây em nghiêng cho cô chú anh chị thấy dàn xương đó nha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. N16 ship tới cho cô chú anh chị là 250. N17. Chiều cao là 22. Tổng tàng là 26 à. Đây, cái thân nó là cỡ ngón tay nha cô chú anh chị. Đây. Đây, em nghiêng. N17 ship tới nơi cô chú anh chị là 250.
bao sống bao ship nha cô chú anh chị ơi. N18 này. Chiều cao là 14, tổng tàng là 33. N18 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 250. Bao sống bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Mai chứng thủy nu gò công nha cô chú anh chị. Già cây hết rồi cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 28, tổng tàng em đo như vậy là 40. Tán ngang là 36. Thần chậu hết rồi nha cô chú anh chị. Rồi, em đo tại vị trí này là hơn 31. Đường kính bầu là 26. N19 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 2,5 triệu ship chậu nha. Rồi. Anh chị nào á, ưng được cây nào á, kết bạn Zalo với em, muốn xem bổ sung hình ảnh em chụp em gửi qua nha cô chú anh chị. Số điện thoại em là 0938323449 nè. N20. Mai chiến thủy nuôi gò công. Già cây hết rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao là 22. Tổng tàng em đo như vậy là 41. Tán ngang là 26. Bông màu trắng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó già là nó u nặng lên gì nè cô chú anh chị ơi. Đo tại vị trí này là được 28. Đường kính bầu là 20. N20 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 2,7 triệu ship chậu à. N21. Chiều cao là 29. Tổng tàng em đo như vậy là 46. Tán ngang là 40. Bông màu trắng như vậy nè nha cô chú anh chị. Rất là già cây rồi nha. Em đo tại vị trí này là được 32. Đường kính bầu là 25. Em nghiêng cho cô chú anh chị thấy dàn xương nha. Ấm tàn rồi nha cô chú anh chị. N21 em xin phép Zalo tới cô chú anh chị là 3,2 triệu có chậu à. N22 mai chiến thủy nu gò công. Đế điều nha cô chú anh chị. Chiều cao là 18. Tổng tàng em đo như vậy được 35. Cây đá thần chậu. Đo tại vị trí này là được 19 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 30. N22 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,1 triệu cút chậu nha, chậu xi măng nha cô chú anh chị. Cây đã thừng chậu rồi nha cô chú anh chị, về cô chú anh chị tha vô cái chậu đẹp dùm, cây nó rất là có giá trị. N mấy à anh? N23. Chiều cao là 21. Tổng tàng em đo như gì là 34. Tán ngang là 26. Dạ cây hết rồi nha cô chú anh chị. Đế em chưa có khai thác phần đế nữa nè. Đế đều á. Em đo tại vị trí này là được 21.
Đường kính bầu là 28. N23 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,2 triệu gốc chậu. Chậu này chậu xi măng nha cô chú anh chị. N24 dán bay nha cô chú anh chị ơi, nó có tàng bay ngay này nè cô chú anh chị. Chiều cao là 21, tổng tàng anh đo như gì là 43. Dạ cây hết rồi nha cô chú anh chị. Đo tại vị trí này là được 20. Đường kính bầu là 29. N24 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,4 triệu ạ. Bao sóng bao ship toàn quốc. Quốc chậu nha cô chú anh chị ơi. N25 là một cây gia nhật. Nó như là nó chiều cao là 63, tổng tàng là 50. Rất là đẹp nha cô chú anh chị, nó như một con nhím vậy á. Đo tại vị trí này là hơn 23. Vậy em đo tại vị trí ở đây là được 45. Đường kính bầu là 33. N25 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 4,5 triệu có chậu. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0938 323 449 nha. Cô chú anh chị nào muốn xem thêm chi tiết của cây nào kết bạn với em, đem chụp hình em gửi bổ sung qua cho. Ôi N26 cũng là một cây gia nhật. Hai cây rồi còn ghiên hết nha cô chú anh chị, không có cái ghép à. Chiều cao là 61. Tổng tàng em đo như vậy là được 49. Rồi cái cây này nó có một cái mặt cắt ở đây nha cô chú anh chị. Em đã xử lý rồi nha, không còn mục nữa nha. Sạnh hết rồi, kéo thẹo hết rồi đó. Này nó như một con hình thú rồi cô chú anh chị ơi. Em đo tại mô Phật. Em đo tại vị trí này là được hơn 14 nè. Chiều dài của con thú là 22. N26 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 3,8 triệu có chậu. Cô chú anh chị nào lấy ăn cặp em bớt giá cho em để giá yêu thương nha cô chú anh chị. N27 là một cây kiều hùng đế nơm. Bông nó màu hồng nha cô chú anh chị. Cây này nó đang ra bông nè, ra nụ rồi nè cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 69. Tổng tàng em đo như vậy là được 56. Bông cây này nó đang cho nụ nè cô chú anh chị, nữa nó nở là bông nó màu hồng nha. Ở đây nó có hai cái thân. Em đo một thân đại diện của nó là được 13. Tổng hai thân là được 26. Cái đế sổ của nó đi lên là được 18. Em đo ở dưới tổng như đây là được 44. Đường kính bầu là 29. N27 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 2,000,000 có chậu nha cô chú anh chị. Một cây N30 là một cây trang vàng nè. Cái tùng á. À, cái tùng ha.
là 28 là một cây vãng đinh tùng nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là 47. Tổng tàn em đo như gì được 73. Tán ngang là 56 nha. Rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Anh đo tại vị trí này là được 15. Đường kính bầu là 40. N28 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 4,5 triệu có chậu nha, chậu Phúc Lộc Thọ nha cô chú anh chị. Già cây hết rồi cô chú anh chị ơi. Chú ba. N29 là một cây trăng vàng dáng bay. Hòn ơi. Cầu cho bán được để ngoài nó lấy ha. Chiều cao là 30. Tổng tàn bay em đo như gì là được 59. Tán ngang là 37 nha. Da nặng dữ vậy. Đây. Gắt già cây hết rồi nha cô chú anh chị. Ấm tàn. Rồi em đo tại vị trí này là hơn 17 nè. Dạ. Đường kính bầu là 24. N29 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 2,3 triệu có chậu. Thần chậu vào nha cô chú anh chị. Tại em gắt một lớp xe dừa lên quay clip cho nó đẹp nha cô chú anh chị. N30 là một cây khế chua nha cô chú anh chị. Cũng là mã cuối clip của em ngày hôm nay. Cô chú anh chị nhớ đón xem clip của em là lúc 14 giờ chiều nha cô chú anh chị. Chiều cao không tới. Chiều cao của nó là cỡ 140 nha cô chú anh chị. Tổng tàn em đo như gì là được 85. Ở đây nó có một mặt cắt rồi nha cô chú anh chị. Đã kéo thẹo rồi nè. Khô rồi không có mục nha. Cho em đo ở hai vị trí đi. Vị trí số 1 là được 39. Em đo ở vị trí này là được hơn 49. Đường kính bầu là 62. N30 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 5,5 triệu gút chậu nha cô chú anh chị. Gắt đẹp gắt già cây nha cô chú anh chị ơi. Nhớ ủng hộ em nha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ. À.